Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức nghiệm .vn phần mềm phi lợi nhuận phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn kiến thức học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời để dự thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức à, dự thi nâng ngạch công chức à, các bạn ôn tập dự tuyển công chức viên chức à, sau khi các bạn kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn thì các bạn nhận được tin nhắn video bài giảng các bạn xem video bài giảng hoàn toàn miễn phí Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trách nghiệm chấm viên à, Thông qua các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu Nghị định số 62 năm 2022 của Chính phủ à, Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ lao động thương binh và xã hội các bạn chú ý cái chữ gạch ngang và cái chữ và đó bộ lao động này gạch ngang thương binh và xã hội cái tên đầy đủ của nó là như vậy à, như vậy thông qua cái tài liệu này các bạn sẽ học trên phần mềm à, rồi các tài liệu khác hoàn toàn tương tự à, các bạn vào google các bạn tải cái file này à, sau khi các bạn tải cái file này các bạn lưu sang file út rồi các bạn lưu trên máy tính của các bạn các bạn học các bạn mở cái file này lên thì nó chia lớp mất màn hình rồi thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt điều khiển cửa sổ đối với windows nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn macbook nằm tay trái các bạn nhấn nút trái nó thu nhỏ các bạn lại muốn mở lên nhấn nút trái vào biểu tượng thu nhỏ nó mở lên chúng ta có thể mở nhiều cửa sổ cùng một lúc à, như vậy chúng ta làm như thế này để làm gì vừa học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm của thầy Đồng thời các bạn à, học à, cái file lý thuyết luôn. Nó rất là thuận lợi. À, tức là à, một lúc làm hai việc. Việc thứ nhất là học câu hỏi trách nghiệm. Việc thứ hai là đọc lý thuyết. À, vì cái cơ sở của nó phải căn cứ vào đâu để giải quyết mà. Như vậy chúng ta phân giã cái tài liệu ra. Làm nhiều ý nhỏ. Mỗi một ý nhỏ là một câu hỏi trách nghiệm. À, để giải quyết câu hỏi đó thì căn cứ vào đâu? Lại phải căn cứ vào tài liệu. Thế thì học như thế nào? Để kỳ thi chính thức diễn ra, ra đề cứ gì cũng làm được. Thì đó mới là phương pháp tốt, tránh chạy sâu đi tìm một file câu hỏi trách nhiệm để học. Thì học như vậy là là xác suất 50-50 năm à, Nếu như mà không trúng vào đó thì là à, chúng ta bó tay. À, mà trúng vào đó thì chúng ta cũng là học việt thôi. À, như vậy chúng ta còn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi. Chúng ta học để có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn. Thế thì phải học như thế nào? thì kinh nghiệm dạy à, cho sinh viên ở đại học thầy giáo luôn luôn dạy cho sinh viên hiểu bài à, từ cái hiểu đó chúng ta có phương pháp tư duy thì là chúng ta sẽ làm được bài à, ra trường chúng ta làm việc tốt à, và à, khi chúng tuyển à, chúng ta cũng sẽ làm việc tốt hơn và chúng ta có cái kiến thức thực sự để chúng ta vượt qua kỳ thi à, giới thiệu với các bạn như vậy à, các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn à, sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là hát À, http, http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm biên. Bây giờ trình duyệt đã bỏ mật rồi, chúng ta phải gọi thêm cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm đó Các bạn chú ý này, Ê, thầy làm lại lần nữa này, à, khởi động trình duyệt này. http dấu hai chấm gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm biên. Sau đó các bạn ấn enter thì xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi. Các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. À, các bạn để nhầm sang mục khác không đăng nhập được. À, ví dụ các bạn có cái danh mật khẩu kênh môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức các bạn để con trỏ tái mục 1 này nhấn nó trái một lần. Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu. Khi các bạn có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật. Vì sao lại bí mật? Người khác biết được đăng nhập phần mềm. Nó sẽ xung đột với các bạn. Thì các bạn không đăng nhập được nữa vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình à, vào trong phần mềm các bạn đọc trong cái trang này nó trên 200 tài liệu rồi để các bạn ngoài cái tài liệu các bạn chọn để các bạn học à, theo đề cương của các bạn các bạn còn học thêm các tài liệu khác nếu có thời gian để khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn Đó, cho nên trong tài liệu này các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm từ trên xuống dưới để các bạn có được cái tài liệu các bạn cần Đó phần mềm của thầy hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu ôn tập của các bạn để có kiến thức vượt qua kỳ thi. Các bạn có kiến thức thì trung tuyển là việc tốt hơn. Chúng ta đăng nhập vào phần mềm là chúng ta sẽ có tất cả. À, chúng ta không cần phải tìm ở đâu nữa. À, nó à, phần mềm học trên phần mềm nó rất nhanh, ngắn gọn. Thì sau đây tôi sẽ minh họa đúng những cái phương pháp tôi trình bày với các bạn. Các bạn hiểu được là các bạn à, vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. À, ví dụ các bạn học câu hội trách nghiệm nghị định sau hai à, quy định. À, À, chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của bộ lao động thương binh và xã hội các bạn để con trỏ tại mục này các bạn nhấn nút trái thì sau đó à, các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy cái chữ thực hiện đề thi các bạn nhân nút trái và xuất hiện chữ start thì các bạn nhân nút trái thì học lần đầu tiên thì các bạn chưa cần phải làm bài các bạn nộp bài kết thúc ngay từ đầu à, trong quá trình thi thử à, học lần sau các bạn được làm bài À, rồi các bạn muốn nộp bài sớm thì các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình này học lần đầu tiên thì chưa có dữ liệu trong box các bạn thì các bạn chọn ngay finish ở bên tay trái màn hình đi à, rồi di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn thấy nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc à, để xem phần mềm hướng dẫn các bạn sẽ học à, như vậy chúng ta sẽ học lần đầu tiên đến nạp dữ liệu box các bạn thì các bạn đọc nội dung câu hỏi à, nội dung từng phương án phương án nào đúng vì sao nó lại đúng vì nó đúng như trong tài liệu vì sao sai vì cái nội dung đó không có trong tài liệu và nội dung đó là sai với tài liệu đúng sai còn phụ thuộc vào nội dung câu hỏi khi à, trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi các bạn không cần phải học thuộc các bạn hiểu nội dung là các bạn làm được à, và các bạn có phương pháp tư duy đó à, bây giờ các bạn à, học câu thứ nhất thì thầy giáo minh họa luôn cái phương pháp thì đây câu hỏi là đâu là vị trí của bộ lao động thông minh xã hội chúng ta chú ý cái chữ vị trí à, phương án A Bộ Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan của Quốc hội và Chính phủ phương án B Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ phương án C Bộ Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan của Quốc hội phương án D Bộ Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan của nhà nước thì cái vị trí đứng à, của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ở đâu à, gọi là vị trí thì căn cứ điều 1 để giải quyết câu hỏi này đây là tình huống đặt ra để giải quyết câu hỏi này chúng ta căn cứ điều một các bạn mở file lên các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn tìm đến điều một thì trong cái điều 1 này các bạn đọc vị trí và chức năng như vậy là đâu là vị trí đâu là chức năng thì à, chúng ta phân giã ra ý thứ nhất là ý vị trí à, ý sau chúng ta sẽ hỏi về chức năng câu sau đấy à, câu đầu chúng ta hỏi về vị trí ví dụ bộ lao động thương binh và xã hội là À, là à, cơ quan của chính phủ thì đây là khẳng định cái vị trí của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đó, khẳng định nó là cơ quan của chính phủ, là cái vị trí đứng của nó là đó. Như vậy căn cứ điều 1 thì chúng ta thấy phương án A Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan của Quốc hội và chính phủ thì có cái giá trị Quốc hội không đúng cho nên nó là phương án sai. À, phương án B Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan của chính phủ, nội dung đúng như trong điều 1. Đây là phương án trả lời cho câu hỏi này Phương án C. Bộ lao động thông minh xã hội là cơ quan của quốc hội Thì nội dung này không có trong tài liệu cho nên nó gọi là phương án sai Phương án D. Bộ lao động thông minh xã hội là cơ quan của nhà nước Nội dung này cũng không à, có trong à, điều 1 à, Không có trong tài liệu cho nên nó là sai Như vậy là chúng ta phải hiểu vì sao phương án nó lại sai Vì sao phương án nó lại đúng Đó các bạn thấy hiểu tận gốc của vấn đề này Thế từ đó là các bạn thấy phương án đúng trên nền vàng G-Connect Answer là đáp án đúng trên nền vàng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan của chính phủ à, Là phương án trả lời câu hỏi này à, Tương tự như vậy các bạn di chuyển con trỏ đi tìm câu hỏi khác Thì đến loại câu hỏi này các bạn thấy nội dung các phương án rất dài à, Chúng ta thấy một phút một câu mà nội dung phương án rất dài Chúng ta không luyện kỹ trên phần mềm Và chúng ta không ôn tập thật kỹ À, thật bình tĩnh thì khi kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn rơi vào loại câu này là lung tung như vậy sẽ có loại câu nhận biết có loại câu thông hiểu à, có loại câu phân loại học viên đó à, thì các bạn thấy như loại câu này là phân loại thì làm thế nào để các bạn làm là câu khó như thế này nó dài như thế này nhưng các bạn hãy bình tĩnh các bạn học ở nhà các bạn cứ xoay cho kỹ đừng có học lướt à, ví dụ các bạn soi kỹ này đâu là sai về nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về lĩnh vực lao động à, về lĩnh vực lao động tiền lương. Như vậy ở đây hỏi sai thì chúng ta tìm ra ba cái phương án là nội dung đúng, một phương án có nội dung sai. Đó, các bạn căn cứ vào đâu? Thì các bạn căn cứ vào khoản 6, à, điều 2 để các bạn soi. Đó, các bạn căn cứ khoản 6 điều 2. Thì các bạn soi ra thì các bạn soi là À, các bạn lại mở file lên các bạn soi thì các bạn thấy a b c đều là nội dung nói về nhiệm vụ và quyền hạn của bộ lao động thương binh và xã hội về lĩnh vực lao động tiền lương thì phương án d vì sao lại sai thì các bạn lại soi vào đây các bạn sẽ thấy phần mềm hướng dẫn các bạn đó thì các bạn để ở đây để, để căn cứ điều 6 các bạn tìm ra ba phương án đúng này một phương án sai tại điểm d khoảng 6 cái cụm từ uh, chỉ đạo À, à, của bộ à, trách nhiệm của bộ trong cái việc đăng ký và quản lý vân vân là à, nhiệm vụ quyền hạn hướng dẫn mà ở đây là là chỉ đạo cho nên cái nội dung này nó sai đó các bạn thấy đúng sai là như vậy các bạn phải chú ý trên phần mềm có rất nhiều các dạng câu và có hướng dẫn ở đây cho các bạn hiểu vì sao nó sai vì chúng ta học ở đây cơ cấu nhiệm vụ mà nhiệm vụ quyền hạn mà cho nên chúng ta loại câu nhiệm vụ quyền hạn này các các bạn phải chú ý cũng là trọng tâm đây đó các bạn thấy nội dung rất dài đó, để các bạn thấy à, chúng ta chú ý để giải quyết câu hỏi này thì căn cứ vào đâu đó thì ở đây căn cứ khoảng 7 điều hai à, trên cái nền vàng này có hướng dẫn cho các bạn để các bạn học lần đầu các bạn rèn luyện kỹ năng soi à, vào từng khoản từng điều à, từng chữ từng cụm từ để các bạn tìm ra vì sao nó lại sai giới thiệu với các bạn phương pháp học như vậy thì các bạn cứ bình tĩnh các bạn học ở nhà thì chắc thì khi kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn làm được ngay không đúng túng à, những bạn học lướt à, học lướt nhanh thì nó dễ gặp loại câu đó là các bạn sẽ cũng gặp khó khăn đấy à, giới thiệu với các bạn như vậy phương pháp học là cũng các bạn phải soi từng từ hay là các bạn gặp cái loại câu mang tính chất thống kê à, là câu đâu là phương án sai về cơ cấu tổ chức của bộ lao động thương binh và xã hội yeah thì chúng ta phải tìm ra ba cái đúng thì có một cái sai. Thì ở đây là loại thống kê mà, thí dụ như Bộ Lao động Thương binh Xã hội và xã hội có tám cục. Phương án B, Bộ Lao động Thương binh Xã hội có sáu vụ. Phương án C, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có một tổng cục. Phương án D, Bộ Lao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có 17 tổ chức đơn vị sự nghiệp. Thì căn cứ điều 3 thì các bạn mở điều 3 lên để các bạn đọc thì các bạn có một phép thống kê thì các bạn thống kê bộ lao động thương minh xã hội có 6 vụ là đúng này bộ lao động thương minh xã hội có 8 cục là đúng này bộ lao động thương minh và xã hội có một tổng cục là đúng này bộ lao động thương minh xã hội có 4 đơn vị sự nghiệp là đúng này bộ lao động thương minh xã hội có 17 tổ chức hành chính là đúng này đó thì các bạn soi vào đây thì các bạn thấy phương án sai ở đây là gì là à, bộ lao động thương minh xã hội có 17 tổ chức Đơn vị sinh nghiệp là nội dung sai Vì sao nó sai? Vì thực ra nó có bốn Mà đây lại nói thứ 17 kìa Cho nên nó sai Cho nên chúng ta chọn phương án D Là nội dung sai Về cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trong câu này Đó, Các bạn à, cứ, cứ, cứ lần lượt như vậy à, Trên phần mềm có rất nhiều dạng câu Để các bạn đọc, để các bạn soi Học kỹ, à, chúng ta học kỹ Học cẩn thận à, Thì kỳ thi chúng ta sẽ vượt qua thí dụ như các bạn mà soi lướt thì những câu như thế này là các bạn dễ sai này các bạn học kỹ thì là là các bạn sẽ soi đúng luôn thí dụ đâu là cục của bộ lao động thương binh và xã hội à, trong bốn phương án à, thứ nhất là cục phòng chống tệ nạn xã hội phương án B cũng cục phòng chống tệ nạn xã hội phương án C cũng cục phòng chống tệ nạn xã hội phương án D cũng cục phòng chống tệ nạn xã hội giữa các phương án này nó khác nhau ở chỗ nào à, nó khác nhau ở cái chỗ dấu phẩy À, căn cứ điều 3 thì chúng ta mở lên điều ba để các bạn kích chuột vào file Nếu các bạn đọc lướt thì các bạn không thể eh, lung túng cái câu này ngay đó vì thi trắc nghiệm mà eh, một phút một câu cho nên các bạn cứ soi kỹ ở nhà đi à, thầy giáo đã đưa ra cái câu hỏi để các bạn soi kỹ và để tránh cái trường hợp học lướt đó à, cho nên ra câu hỏi trắc nghiệm để các đặt ra một cái tình huống À, các bạn dễ bị bẫy à, sang phương án sai à, để loại trừ những các bạn học lướt đó cho nên trình độ của thầy giáo uh, nào mà giỏi là ra bẫy à, các phương án à, bẫy được học sinh chọn nhầm từ phương án đúng chọn sang phương án à, sai đó nhầm sang nhầm tưởng ngay đó chúng ta phải chú ý thì đó là những người ta gọi là thầy cao tay đấy. những thầy cao tay là ra những câu hỏi mà à, giữa phương án sai và phương án đúng là các bạn thấy nó cũng gần gần giống nhau, à, nó dễ dễ nhầm lẫn nhau đó để bẫy à, những học sinh học học mà không cẩn thận mà à, chúng ta để ý này cục phòng này phẩy này à, chống tệ nạn xã hội là một cái cụm từ liên tục chống tệ nạn xã hội à, đây là một cái câu mà các bạn chú ý là cục phòng này phẩy này à, chống tệ nạn xã hội như vậy cái tên à, à, tên đơn vị này tên cục này có một dấu phẩy ở chỗ chữ phòng nội dung nó khác nhau đấy các bạn ạ đó cho nên các bạn đọc lướt các bạn thấy A cũng là cục phòng chống tệ nạn xã hội B cũng là cục phòng chống tệ nạn xã hội C cũng cục phòng chống tệ nạn xã hội D cũng cục phòng chống tệ nạn xã hội thì đây đâu là phương án đúng đây đó các bạn thấy này đó. trình độ thầy cũng rất cao chứ cũng phải tự nhận như thế để các bạn thấy là bảy các bạn để các bạn không biết chọn cái nào là đúng à, để bảy được các bạn học gọi là học lướt đó các bạn học cẩn thận thì thì, thì các bạn nhận ra được ngay để à, qua câu này để thầy khẳng định với các bạn là cái chất lượng câu hỏi là quan trọng lắm à, các bạn thấy là như vậy các bạn chọn phương án A cục phòng phải này chống tệ nạn xã hội là đúng như trong tài liệu phương án B cục phòng chống tệ nạn xã hội không có dấu phẩy là một cụm từ um, câu liên tục không đúng. Phương án C cục phòng phải chống tệ nạn phải xã hội như vậy là nó thừa cái dấu phẩy ở đây. Đã, nội dung phương án C là sai. Phương án B là một câu liên tục không có dấu phẩy. Phương án D cục phòng chống tệ nạn phải xã hội thì nó cũng sai trong cái dấu phẩy này. Như vậy đối với câu này, sẽ, các bạn sẽ soi kỹ dấu phẩy đặt ở đâu Để, thì cái nội dung đúng như trong tài liệu đó các câu khác các bạn cũng xoay như vậy đó phương pháp học là như vậy này à, như vậy cái loại câu hỏi trắc nghiệm mà à, mang tính chất phân loại học viên học kỹ học cẩn thận đó thì để à, những học sinh như vậy là vượt qua được à, những cái câu khó như thế đấy, à, giới thiệu với các bạn như vậy các bạn muốn học cái loại câu khác các bạn kích chuột mục một lớn này à, để quay về các cái, cái mục khác để học hoặc là học lại cái mục này đấy, các bạn thấy không này cái việc chất lượng câu hỏi trắc nghiệm à, là rất quan trọng để các bạn học cẩn thận để các bạn có kiến thức các bạn vượt qua kỳ thi. À, chứ còn các bạn thấy là à, các loại câu hỏi mà à, mà mà nó nó, nó đơn giản chẳng hạn thì như vậy là kỳ thi chính thức diễn ra gặp cái loại câu như thầy vừa nói chắc chắn các bạn lung tung. Phần mềm của thầy có rất nhiều loại câu mà khi phân loại học viên à, để các bạn học cẩn thận, đọc các cái tài liệu phải cẩn thận mà phải xôi từng chữ mà đó thì giáo giới thiệu với các bạn như vậy. À, à, các bạn muốn thoát ra khỏi phần mềm thì các bạn kích mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này, nhấn nút trái thì có cái chữ thoát này à, để các bạn thoát ra khỏi phần mềm để, để bảo mật cái mật khẩu của mình. À, các bạn thực hiện quy trình sử dụng máy tính làm ba bước à, vào cũng ba bước, Mà ra cũng ba ba bước vào tức là bật nguồn, bật công tắc nguồn điện, rồi máy tính tự động khởi động Windows. À, là bước 2 Bước 3 là các bạn khởi động các chương trình ứng dụng Bây giờ ra Thì bước 1 các bạn ra khỏi các chương trình ứng dụng Thí dụ thoát ra khỏi phần mềm à, Rồi bước 2 Là các bạn shut down Windows Bước 3 Tắt nguồn điện máy tính Làm như vậy để à, Chúng ta sử dụng máy tính an toàn Về phòng chống cháy nổ à, Vì chúng ta cứ để điện như vậy Thì à, không làm việc Có trường hợp máy tính nổ đấy À, vì vậy các bạn phải chú ý uh, gần như nó không xảy ra nhưng nếu nó xảy ra thì sao thì nên sử dụng quy trình ba bước uh, để sử dụng máy tính cho nó an toàn à, giới thiệu với các bạn như vậy à, như vậy thầy đã giới thiệu xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên các bạn có nhu cầu hãy kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên youtube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký kênh của thầy để các bạn nhận được hai tiện ích tiện ích thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai là có video mới sớm các bạn nhận được sớm nhất à, như vậy chúc các bạn thành công